Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì trời thời tiết đang khá là lạnh luôn, mưa nguyên ngày và nhiệt độ thì đâu đó khoảng tầm có 10 độ thôi. Bây giờ cũng là 5 giờ rưỡi chiều rồi, nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ vào bếp và nấu món hủ tiếu bò kho cho buổi tối hôm nay. Mình đã mua sẵn bò và tất cả các nguyên liệu ở đây. Đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị trước nè mọi người. Gồm có 1 kg bắp bò này, mình mới mua hồi trưa. Hủ tiếu để tí ăn với hủ tiếu. Giá này, cà rốt là không thể thiếu. Sả, mình dùng sả đông lạnh cho nó tiện. 1 củ hành tây, cái này gọi là gì quên rồi ta. À, quế nha, quế. Và mình sẽ dùng cái này, chính là gia vị bò kho. Bên này thì chợ Việt rất là nhiều nên là rất dễ tìm những cái gia vị như thế này á mọi người. Rồi sau đó đây chính là sả ớt bằm. Mình cũng dùng loại đông lạnh luôn cho nó tiện. Giờ thì tụi mình cùng bắt tay vào làm nha. Đây, chính là bắp bò. Hôm nay mình mua cái này thì khoảng đâu tầm 1 kg hơn. Chắc khoảng 1.1 kg, 1.2 kg vậy. Bây giờ là mình sẽ cắt bò mọi người. Đây là bò sau khi mình đã cắt xong. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái này trước. Mình sẽ ướp cái này theo công thức đơn giản nhất mà mình nhớ luôn mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng cái gia vị bò kho này, để cho nó có mùi bò kho. Đây là đường nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho khoảng tầm đâu đó là 3 muỗng đường, 4 muỗng. Mình nghĩ vậy. Tí nữa mà còn nêm nếm là nó cũng vẫn còn khoảng 2 muỗng muối. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho đây sả và ớt bằm. Đây chính là sả và ớt bằm. Là mình sẽ cần 1 củ hành này và 1 ít tỏi này. Mình không băm đâu, nhưng mà tại vì bên này nó hay có cái này nè mọi người, là để xay hành và xay tỏi rất là tiện luôn. Đây nè mọi người, mình chỉ cần bóc vỏ, mình bỏ vào đây rồi sau đó mình dùng. Đây, sau khi ướp xong thì nó sẽ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ để nó ngấm khoảng tầm 5-10 phút gì đấy. Trong thời gian đó thì mình sẽ làm những cái việc lặt vặt.
Mọi người có thấy cái dao này quen thuộc không? Lúc mình mới qua đây là việc đầu tiên là mình đi tìm cái dao này á mọi người. Tại vì bên đây nó hay có những cái đồ gọt mà nó nhỏ nhỏ nhìn khó chịu lắm. Mình cũng chẳng hiểu sao là mọi người dùng được cái đó nhưng mà mình vẫn thích cái này hơn. Hello. Hello, mẹ đang quay vlog á. Người yêu mình về rồi mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Lúc nào về cũng phải làm mặt lạnh chứ. Không thèm cười. Say hi đi anh. Cười gì cười. Say hi đi. Không. Say hi đi. Nó ăn đi nó lên. Hôm nay mình sẽ nấu bằng cái nồi áp suất này nè mọi người. Rất là tiện luôn. Nếu mà nấu nồi thường thì mất khoảng tầm 1 tiếng là nó mềm. Nhưng mà cái nồi áp suất này chỉ cần khoảng tầm 20 phút thôi là đã mềm rồi. Mình sẽ bật lên trước. Đây là một nửa hành tỏi lúc nãy mình để lại này. Bây giờ mình sẽ cho vào lúc đầu cho nó thơm. Cho cái bò này vào. Nãy giờ mình để nó thấm chắc khoảng tầm 10-15 phút gì đó. Mình sẽ cho hết rồi. Nhưng mà vừa cho vô các bạn đừng có đổ nước liền. Mình nên đảo vài vòng để cho thịt bò săn lại rồi sau đó mới đổ nước vào và hầm. Bò săn lại rồi thì mình sẽ cho nước vào nè mọi người. Vì mình ăn với hủ tiếu nên mình sẽ cho nước nhiều nhất có thể luôn. Sau đó mình sẽ cho luôn cà rốt vào. Ui. Đây mình chọn chế độ súp này và bấm start. Rồi để trong vòng 20 phút thôi mọi người. Thịt sẽ mềm rụng luôn. Hôm nay tụi mình cũng ăn bánh mì nữa mọi người. Nên mình sẽ bánh mì ra và nướng. Bên này thì nó hay làm sẵn những cái bánh mì làm sẵn như thế này nè mọi người. Mình chỉ cần bỏ vô nồi chiên không dầu và nướng khoảng 10 phút là đã có ổ bánh mì nóng hổi. Hai trăm độ 10 phút nha mọi người. Start này. Đây. Sau 10 phút thì sẽ có những ổ bánh mì như thế này. Hôm nay mình thì sẽ ăn hủ tiếu, còn Baking thì sẽ ăn bánh mì, nên chỉ làm một tô hủ tiếu thôi. Giờ mình sẽ trộn hủ tiếu nè mọi người. Cho một ít giá vào. Piu piu. Nói coi vậy đây nào. Này em thử vừa chưa? Ok nha mọi người. Đây là thành phẩm của mình. Ăn thử đi anh. Xem ngon.
vừa cho mẹ mình cho bánh mì nó lạc á, nên thêm thêm tí. Ok. Phú Thuận á? Em nói thật. Bởi vì người đàn ông em suy nghĩ nó có một cái sự tự ti nhất định, nếu mà sự nghiệp bị kém người yêu của mình ấy, cái điều đấy dẫn đến cái sự thất bại trong tình yêu và tan rã rất là nhiều. Nên nếu mà anh đang có một cái gọi là sự nghiệp vững chắc như thế và cái thẩm mỹ như thế thì hai cái đấy đang là khá là hợp chị ra. Nhưng mà bây giờ tình hình là nhà mình đang hết một ít đồ nên bây giờ tụi mình sẽ đi siêu thị luôn đây mọi người. Đi Wooly đi, trước khi đi thì mình sẽ cho cái em robot này chạy này. Ok. Đi thôi honey. Đi. Lạy la lạy la. Lạy mà. Tụi mình sẽ vào Coast, là cái hệ thống, một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất của Úc đúng không anh? Bây giờ đang là 9 giờ đêm nha mọi người. Thường thì mấy cái siêu thị bên này sẽ đóng cửa vào lúc 11 giờ đêm, hoặc có những chỗ sẽ đóng vào lúc 12 giờ đêm. Thường trước siêu thị nó sẽ bán hoa như thế này luôn nè mọi người. Không biết buổi tối rồi ai mua hoa. Đây. Ừ, to mà. À, ở đây có mấy pha cà phê tự động nè mọi người. Này, tiện lắm. Tầm 2 đồng rưỡi đúng không? 2 đồng rưỡi là mình có thể tự pha cho mình một ly cà phê nóng hay đá thì tùy mình. Ôi. Thôi. Đã mập rồi chứ phải uống gì đâu. Hôm nay đi mua chính sẽ lại mua cà phê. Vô quầy cà phê đi anh. Đây, đây là quầy cà phê. Đâu rồi, đây. Tụi mình hay mua loại này nè mọi người, Starbucks nha. Nhưng mà phải của giống mình không? Đúng rồi. Đấy, cái hình như thế này nè. Đang giảm giá hả? Chính đang giảm 30% thì thôi lấy nhiều không cũng được, lấy 4 cái cũng được. Đúng rồi, mình sẽ lấy 4 cái. Xuống lấy khăn giấy đi anh. Nhà hết khăn giấy rồi, mấy cái hộp khăn giấy để xem ô nè. Không, 11 kìa, tissues kìa. 11. Wow, bán bánh ngon quá ha. Đây. Bánh ngọt. Nhưng mà thôi nhà mình đang giảm cân nên sẽ không mua. À, em mua cái bịch này. Em mua mấy cái bịch này đúng rồi. Mình sẽ mua mấy cái bịch này nè mọi người, về để đồ cất ở trong tủ đá này. Đi. Ừ, nhìn cũng thú vị á. Biết ăn ngán không ta? Ô hay là mua cái này này không này không bỏ trong một chút lại luôn. Em thích ăn cái này chứ cái này ngọt lắm. Vậy hả? Ok, sẽ lấy một hộp này đi. 9 đồng luôn á. Đâu? Macadamia mà. Nước uống 5 sao health star rating. Nhưng mà chắc trong này là chỉ toàn bộ nước trái cây thôi chứ không có đường gì hết đúng không? Không có đường. 100% nước trái cây luôn á mọi người. Cũng có apple nè, có táo, cà rốt, khoai tây, dứa với lại là gừng. Gừng, ôi chắc cái này khó uống ấy. Nhẹ. Nhưng mà chắc tốt thôi, chắc uống không được. Ok. Đang sale nha mọi người, 3 đồng. 3 đồng là khoảng đâu tầm bao nhiêu nhờ? 3 đô là bao nhiêu tiền? 50. 50 ngàn, ừ. Cái này là ốc, là yến mạch. Ăn, ăn đi cho giảm cân, mua đi cho giảm cân. Nguyên hàng. Còn có một loại đó là loại cháo quá à. Loại này là xay nhuyễn.
bỏ nước sôi là ăn thôi. Rất là rẻ luôn. Ở đây những cái đồ này rất là rẻ. Ừ, ở bên này thì được cái là đồ, những cái đồ cần thiết đi trong siêu thị thì lúc nào cũng ok lắm mọi người. Mà lại đảm bảo chất lượng nữa. Sữa nè mọi người. Buổi tối là người ta sẽ để hàng mới lên cho mình. Đây. Toàn sữa là sữa. Đó, để mình quay đây nè. Sao? Đây là mấy cái loại sữa mà quick sale. Cái là cần bán gấp tại vì nó gần hết hạn. À, ngày 2 tháng 6 là hết hạn rồi nè mọi người. Cho nên là giá thường là giảm nửa giá. Ừ. 50%. Cũng được, nếu mà uống liền thì mua cũng được. Ừ. Ok mà. Sữa bên này cũng rẻ lắm, ví dụ là một bình sữa này là 2 lít à, là giá 5 đồng rưỡi. 5 đồng rưỡi là khoảng bao nhiêu tiền em cũng chẳng nhớ. 80. 80, ừ, 2 lít. Nè, đây là sữa tươi mà nó không có lactose. Không có lactose là sao? Lactose là cái loại đường mà thường thường người lớn không có men tiêu hóa cái à đó. Là hay bị đau bụng quá hả? Ừ, cho nên là đau bụng. Mấy loại sữa này là okay. Đều có lactose hết. À. Đường sữa, à lactose là đường sữa. Ok. Ok. Đó, cho nên uống cái này mình biết cho bạn nào mà thường uống sữa hay bị đau bụng, đau bụng thì có thể uống loại này. Này. Ok. Good. Đó là sữa dê nè. Ờ, có cả sữa dê luôn này. Sữa almond nè. Sữa hạnh nhân. Ừ, sữa hạnh nhân. Đó. Có cả sữa đậu nành luôn nha mọi người. Soy, milky, đậu quầy rau, củ quả. Thường trong siêu thị thì sẽ mắc hơn ở ngoài chợ mọi người. Ừ, cà chua bi này nhìn dễ thương không? Cà chua bi này nhìn dễ thương hả? Thường giá trong này lúc nào cũng mắc hơn ở ngoài chợ chứ tầm tí xíu hơn hả? Cũng không mắc hơn nhiều đúng không? Nó tươi hơn nhiều. Nó tươi hơn nhiều hả? Đâu nhiều lúc thấy ngoài chợ tươi hơn. Em mua về đi, để sáng em hay nướng bắp ăn sáng cũng được. Ừ, chứ nhà mình sáng thường không có gì mua hết trơn. Bây giờ sẽ đi ra tính tiền nha. Bên này là hầu hết là sẽ tự tính tiền hết đó mọi người. Tiện lắm. Đây là quầy tự tính tiền nè mọi người. Hầu như là 90% là tự tính tiền luôn anh hả? Mình sẽ tự scan và tự bỏ vào túi của mình như thế này. Và lúc nào thì cũng có một nhân viên đứng ở phía sau nên cho nếu có vấn đề gì thì người ta sẽ tới giúp mình. Này, hôm nay đi sơ sơ như vậy là hết 60 đô rồi mọi người. Hầu hết bên này cũng không có dùng tiền mặt nhiều nữa mà mọi người sẽ dùng thẻ thôi. Rồi xong rồi đó. Rất là nhanh luôn. Ừ. Rồi cái receipt sẽ ra đây. Ok, let's go. Rồi đó, xong rồi đó các bạn. Tự vô đi siêu thị, tự tính tiền, ra đi thôi.